Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Ok, hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái thử thách có tên là thử thách một ngày làm stylist. Và trước đó thì để tôi nói cho mọi người nghe stylist là gì. Stylist thực hiện một cách đơn giản là người chịu trách nhiệm trong việc tạo dựng những phong cách thời trang cho khách hàng của mình. Mà khách hàng ở đây chủ yếu là ca sĩ, diễn viên, MC, những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Coi hình ảnh diện mạo là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công. Stylist là người trực tiếp cố vấn lựa chọn trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm cho khách hàng của mình mỗi khi họ xuất hiện trước công chúng. Đó, theo lý thuyết là như vậy, nhưng mọi người hiểu đơn giản stylist là người chọn cho mình áo quần đó mọi người. Ừ, và mọi người đoán xem hôm nay tôi sẽ làm stylist cho ai? Không ai khác chính là bản thân tôi đó mọi người. Yay. Thì mọi người biết sao không, thường á mấy đứa em tôi nó khi nào nó cũng kêu là chị Nhi phối đồ nhìn buồn cười quá, chị Nhi phối đồ răng á nhìn không có giống con người. Nó chê tôi miết vậy mọi người. Nên là hôm nay tôi quyết định đem hết tất cả những cái áo quần trong tủ của tôi ra và phối những cái bộ đồ thiệt là xịn sò để mọi người xem thử là có thật sự là tôi không biết phối đồ hay không. Ok, nhưng mà vì khả năng của tôi có giới hạn với là áo quần tôi cũng không được nhiều, thế nên là tôi sẽ phối đồ theo chủ đề nha mọi người, kiểu cho nó rõ ràng á. Trước tiên thì phải dẹp cái này bớt đi đã. Tổng cộng là 7 cái con mannequin để phối 7 bộ đồ. Ok, thì đầu tiên tôi sẽ phối bộ đồ đi ngủ. À đâu, bộ đồ ở nhà nha mọi người. Một bộ đồ ở nhà nha. Cái bộ đồ tôi ban mặc trong người cũng là bộ đồ ở nhà nè mọi người. Nhưng mà nó đại trà quá nên là tôi sẽ phối đồ đi ngủ khác. Nhưng mà thật ra đồ đi ngủ thì tôi không cần phối đâu mọi người, vì tôi có một cái bộ đồ nó có sẵn concept từ trên đầu xuống dưới chân luôn. Cái gói đồ ngủ hồi trước của BTS đó mọi người. Đây nè, cái bộ này là bộ tôi thích nhất rồi nên không cần phối đâu. Đây là một bộ đồ ở nhà siêu xinh luôn. Trời, thề là cái lúc mà tôi mua cái bộ đồ này là tôi ưng lắm luôn ấy. Tóc thì chắc là tôi vẫn sẽ giữ tóc hồng, vì tóc hồng là nó xinh nhất rồi đó mọi người. Và bộ này thì tôi không cần phải suy nghĩ nhiều vì nó đã có đủ tất cả các món từ trên đầu xuống chân rồi. Cái bịt mát ngủ nè, đầu tóc hồng nè, bộ đồ nè, sau lưng còn có con thú gắn rồi còn có đôi dép nữa. Ok, tôi mặc bộ này rồi thì đố em nó che đồ tôi mặc đó. Thay với mannequin đó, thì đây là bộ đầu tiên, bộ ngủ ở nhà nha. Ui là trời, nhìn tôi phèn quá. Tiếp theo sẽ là bộ đồ đi học nha. Trong tất cả các concept đi học của tôi á, đây nè, đây là một bộ đồ đi học concept. Từ để tôi mang cái đầu tóc vô đó. Tóc này đi ha, đầu tóc này cho giống học sinh. Cái bộ đồ này là một nè. Rồi cái hồi trước lâu tôi có mua ở trong cửa hàng nữa. Bộ đồ đi học đầu tiên của tôi đây. Đây là bộ đi học đầu tiên của tôi nè. Đó. Đấy, hồi trước rất là thích cái bộ đồ này luôn đó. Đôi giày khác nè. Đây đó, đây là bộ đồ đi học đầu tiên của tôi. Nó cũng giống học sinh ha mọi người. Thì nó là bộ đồ học sinh mà sao không giống được. Đấy, thì đây là bộ đồ thứ hai. Còn bộ đồ thứ ba thì chính là cái bộ đồ mà tôi thích nhất, và có lẽ là tôi sẽ chọn cho concept đi học của tôi. Thì ở đây sẽ có một cái áo nam, một cái áo nữ. Nhưng mà tôi sẽ chọn cái áo nam vì tôi thích cái cà vạt hơn đó mọi người. Và cái váy caro. Đó, trời ơi, tôi thích cái bộ này lắm cơ. Để cho em mang đôi giày khác đi ha. Thì mình mang một đôi giày thiệt là basic thôi. Đây, giày lười chứ. Ủa, cho giáo viên hả? Nhưng không sao, cái đôi giày này nó kiểu nó hợp với concept đi học có mọi người. Đeo thêm một cái đôi kính nữa cho nó giống học sinh. Mình dùng cái kính gọng đen mỏng này nhìn cho giống Hàn Quốc nha mọi người. Nhìn giống học sinh Hàn Quốc chưa? Hay là cái kính giày này, thôi kính mỏng để cho nó thời trang. Ok, hoàn thành concept học sinh rồi. Và đây sẽ là bộ thứ hai. Đúng chứ? Rồi đấy, đây là bộ đồ thứ hai đi học. Ok, đã có bộ đồ đi học ở trường rồi thì chúng ta phải có bộ đồ thể dục đúng không? Thường thường chúng ta học thể dục là chúng ta phải thay đồ khác mà. Thế nên là tôi sẽ phối một bộ đồ học thể dục nha. Mình phải phối một bộ đồ gì đó thiệt là năng động để xem. À đây, đồng phục bóng chày vua. Cái áo thể thao này là cái áo tôi thích lắm luôn á mọi người. Nó phù hợp để đi học thể dục ha. Nếu mà áo đã đỏ rồi thì tôi nghĩ là tôi sẽ phối một cái quần nào đó màu đen thôi. Cái quần này hơi dài ha. Quần này thì nó hơi ăn chơi quá. Không, quần này phèn quá. Ở cái quần này đi mọi người, cái sọc tiền nó không đẹp bằng cái quần này. Cái quần này nó trùng với cái băng đô cài trên tay ấy kìa. Rất là thích hợp để di chuyển nè. Ok, quần này đi ha. Đi học thể dục thì tất nhiên là phải mang giày bata rồi. Chúng ta sẽ mang giày bata màu đỏ luôn nha. Nó phối với cái áo nhìn cũng đẹp nè. Đi học thể dục thì phải túm tóc gọn lên. Như thế này hả? No, không phải như thế này. À đây nè, đó, đúng rồi, đi học là phải năng động như thế này nè. Rồi đi học ở ngoài trời nắng thì mình sẽ cho nó một cái mũ nha. Đây, đó, trời, hợp lý luôn. Đẹp thế nhờ, nó rất là match với nhau luôn ý.
để tăng thêm cái phần sang trọng thì cái phần thời trang thì mình sẽ cho em đó thêm một cái kính nha. Đó, cho em đó thêm một cái kính nè. Kính dày đi. Đó, kính kim loại. Trời, kính cứ là bạc này nhìn sang ha. Ok, bộ này là bộ thứ ba, bộ đi học thể dục. Chốt kèo. Ôi là trời, cho bé này mập, bé mập đây mặt ha. Trời ơi, làm mất phong, mất cả phong của người ta. Nhưng mà thôi kệ cũng được. Đó, chúng ta đã có 3 bộ rồi nha. Tiếp theo là chủ đề gì đây? Đi chơi đi ha. Mình đi chơi. Đầu tiên là mình sẽ đi chơi với bạn bè. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ cần một chút gì đó năng động, một cái gì đó sexy đi với đám bạn của mình mà, đúng không? Thì để người cao lên đó nè. Chúng ta sẽ đi với bạn bè thì chúng ta sẽ thoải mái, nên là không cần kiêng cử, không cần gọi là dè dặt cái thứ gì cả. À, cái áo crop top dây đây. Cái áo này mặc dù tôi mua rất là lâu rồi, nó cũng rẻ thôi, nhưng mà tôi rất là thích cái áo này luôn. Áo dây đen, trời ơi, nhìn sexy ha mọi người. Ok, tiếp theo là phải một cái quần phối với cái áo này. Không ai lại mặc như thế, mặc vậy phèn lắm. Cái này nhìn hơi giống đi nhảy ha. À đây, ok, chốt luôn. Trời ơi mọi người, cái quần này hợp với cái áo này lạ luôn á. Mọi người nhìn vậy thì không quen rồi, đúng rồi, để tôi thay cái đầu tóc cho mọi người nhìn quen hơn nè. Này đi đó, sáng liền, trời ơi. Cái đầu tóc mà hộp phối với bộ này thì nó quá là nhức nách luôn á. Chỗ nhìn mới có bộ đồ với cái đầu tóc mà đã thấy ngầu lắm luôn rồi đó. Đi cái đôi giày vô cho nó nhìn nó sang hơn nha. Đây, đôi này đi. Bốt cổ chân khâu vàng đấy, trời ơi, nhìn ngầu phải biết. Đã ngầu lắm rồi nhưng mà chúng ta cần thêm một cặp kính. Kính bạc vuông mỏng đấy. Thêm kính vô là sang liền. Chúng ta cần một cái mũ. Đây, trời ơi, mismatch quá chuẩn luôn. Trời ơi, hợp quá đi trời. Tôi muốn nó có thêm một cái cặp mà cái cặp kiểu đeo chéo, hoặc là cái cặp mà đeo một bên vai á. Mong là thời gian tới nhà phát hành game cho mấy cái loại cặp mang chéo với là mang một bên ha, chứ mang sau lưng hoài chán lắm. Đây, chốt sổ bộ này nha. Trời ơi, xinh quá em ơi. Ok, chốt. Ok, mình lại phèn lại rồi. Bây giờ mình phối một cái phong cách gì đó nhẹ nhàng hơn. Đi cắm trại thử xem. Đi camping á, kiểu đi dã ngoại, đi chơi xe, đi non nước sông hồ đồ đó mọi người. Kiểu đi camping á. Đấy, thì mình sẽ phối một bộ đồ nhẹ nhàng hơn nha. Trong tất cả các bộ đồ mà bán bằng kim cương với là tiền sao, thì đây là bộ đồ tôi rất là thích nè, đấy. Ví dụ như là cái mũ này chẳng hạn. Cũng được ha. Từ từ để tôi bỏ đầu tóc vô thì tôi mới biết là nó hợp không chứ. Này đi ha. Chọn thêm một đôi giày nữa. Nghĩa như là đồ vàng thì mình phải phối với giày vàng nhìn cho hợp đi. Hợp ha. Không cần mang theo cặp nữa. Không cần nhưng mà cũng thử thôi mọi người. Thôi mang vô cũng xinh mà. Rồi có mang hay không trời. Có kể đi picnic chúng ta cũng mang nhiều đồ mà. Đồ nhỏ son, đồ hay là gương thì bỏ cái túi trước này. Còn cái đồ mà nặng hơn, ví dụ như là nước uống, thức ăn rồi đó thì bỏ cặp sau. Chốt bộ này nha. Bộ này sẽ là bộ đi chơi với bạn bè, nhưng mà đi picnic, đi dã ngoài, đi non nước sông hồ. Thay với đồ này. Đấy, trời ơi. Ok, bộ đồ thứ 5 thì sẽ phối gì đây? Tôi quyết định là tôi sẽ phối một bộ đồ. Ở sau lần tôi là đã có 2 bộ đồ đi chơi với bạn rồi nè. Thì tất nhiên đi chơi với bạn có thì chúng ta phải có đi chơi với người yêu chứ, đúng không? Đúng rồi. Mặc dù không có người yêu, nhưng mà mình cũng phối thử đi ha. Để xem, đi chơi với người yêu mặc gì đây? Hồng thì hơi sến, nó tưởng mình bánh bèo sao? Mặc dù mình cũng bánh bèo thiệt đó. À, áo này nè, oh, wow. Được á, cái áo này được ha. À, đi chơi với người yêu mặc bộ này đi mọi người. Anh ơi em tới đây. Tôi vẫn sẽ chọn cái áo này đi. Mình xem phối với một cái váy hoặc là cái quần gì đấy. Đó. Được luôn em ơi. Chúng ta cần thêm một cái đôi giày gì đấy phối với bộ đồ này. Mà đôi bốt vô thì là nó không có ăn nhập gì với cái bộ đồ luôn á. Đây một đôi bốt khác nè đó. Thấy không? Đôi bốt tuần lộc này thì do nó có cái phần lông phía trên nhìn cũng hợp, nhưng mà nhìn nó hơi nóng. Tôi chọn cái đôi giày phù thủy này nha. Đi chơi với người yêu thì tôi thích đi xe máy hơn á mọi người. Ừ, đó là ước mơ ý gì, đó là cái tức sức tưởng tượng của tôi thôi. Thế nên là tôi sẽ mang cái mũ bảo hiểm nhìn cho nó kawaii. Nhưng mà đổi lại thì cái đầu tóc này có vẻ hơi gì đó không hợp, đúng không? Thế nên là tôi sẽ vô cửa hàng xem thử có cái đầu tóc này nó hợp hơn không. Wow. nhìn nó buồn cười ghê. Ủa cái đầu tóc này lạ ghê á. Ồ, nhưng mà nó không có tóc sau hả? À, ui,
xinh thế, ui đầu tóc này xinh nè mọi người, chốt liền. Mình là yêu từ cái nhìn đầu tiên nha mọi người. Ôi cái bộ này xinh thế, ôi cái bộ này xinh á, chấm điểm tuyệt vời. Cho một chút má hồng để chơi với người yêu cho má hồng coi đấy. Má hồng hay hay này dễ thương ha. Đấy dễ thương, thế này mà không mê chờ chút. Ok, và bộ đồ cuối cùng mình sẽ phối gì đây ta? Tôi nghĩ ra rồi mọi người. Mấy đứa em tôi khi nào nó cũng kêu tôi là quá dị, phối đồ như cái gì gì á. Vậy bây giờ tôi sẽ phối một bộ đồ như gì gì cho mọi người xem là như gì nha. Tôi sẽ phối một cái bộ đồ gì đó nhìn nó không giống con người cho mọi người xem. Đầu tiên là người phải cao lên nữa nè. Chỗ gì mà hợp vậy trời, đẹp thế nhờ. Trời ơi, xuất sắc, thời trang xuất sắc mọi người ơi. Trời ơi, bộ đồ chung cuối quá đỉnh luôn. Đó, trời, bạn nào vô chắc thấy bạn này chắc hú hồn không mọi người. Rồi ok, vậy là mình đã phối xong 5-6 bộ đồ rồi. 7 bộ đồ chứ, 7 bộ đồ rồi. Bây giờ mình sẽ mặc một cái bộ đồ gì đấy để cho mọi người nó thấy mình bình thường chứ. Để thấy mình như thế này này có phèn không. Trời ơi, nguyên mũ chú P chà bá trên đầu mà mặc cái bộ đồ này coi nó có được không. Đi tránh đi. Trời ơi, công chúa của nhà ai đây? Trời ơi, xinh thế. Chốt đơn. Trời ơi, bé xinh quá đi. Ok, vậy là Nhi đã hoàn thành xong thử thách một ngày làm stylist rồi. Trong tất cả 7 bộ đồ ở đằng sau, hơi kể các bộ đồ của mình mặc nữa là 8 bộ. Thì mọi người thích bộ nào nhất, hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Chào đi. Chào.